Thế nhở? Đây khó nói thì để tay này nói hụ cho cầu 11 này. Đấy cầu 11 này. Hey yo, what's up? Hello anh em, hello mọi người nhá. Chào em trở lại với cái video theo kênh của mình và vẫn là mình Hoàng Phúc đây. Nay thì liên tiếp cho anh em có kèo bên các bộ môn tài xỉu và con 68 game bài mà con rất là ngon về cầu kèo, tỷ lệ thắng cũng như là cái mức độ uy tín rồi đúng không? Nay thì vào bắt cầu bắt kèo bên này thôi. Con này thì cầu kèo quá là ngon và ổn định rồi. Nên là về cơ bản là nếu mà anh em biết về cái mẹo bắt cầu và biết về cái hướng soi cầu ấy thì anh em sẽ thấy được một cái xác suất ăn nó rất là ok. Đấy, khi mà anh em theo cầu thì sẽ có một cái tỷ lệ thắng khá là cao và cái mức độ ổn định rất là lớn anh em nhé. Nên là ok, cứ thế thôi. Đấy, nói chung là anh em cố gắng đi đúng cầu đúng kèo để tạo ra cái tỷ lệ thắng ổn và đi tạo ra cái xác suất ngon là mọi thứ nó là ok la ngay thôi, được chưa? Nên là ok, nay thì vào bắt cầu thôi. Đấy, đang vào gặp một cái đường cầu mà mình đang bắt kiểu cũng chưa có nhiều cái sự toan tính nhiều. Tại vì đoạn này thì cầu nó đang hơi, nói sao nhỉ? Để nói là nếu mà nó là cầu bệt hẳn ấy thì không hẳn. Nhưng mà nó sẽ là một cái cầu dài, dài lưng chừng nhá. Có nghĩa là rất là ít cái trường hợp mà nó đi được một con, ít nhiều thì nó sẽ đi từ 2 đến 3 con. Đấy, thì mình tính toán ra được cái xác suất và cái giai đoạn này thì cầu đi nhiều về tầm 2 đến 3 con và 2 con là một cái điểm rất là đẹp để có thể vào tiền. Được chưa? Nên là ok, mình làm tay 5M luôn. Thú thật với anh em thì hôm nay thì mình có nạp vào là 20M. Đấy. Thì bây giờ thì cũng đang kiếm được lên 25M đây, mình có làm vài tay đây. Cái này thì đấy à. Đây mình có làm vài tay đây anh em ơi. Đấy, mình có làm vài tay đây. Thì cũng có tay thắng tay thua, cơ bản là cũng đang gọi là kiếm được tí, gọi là tí lãi đấy, tí lãi tí lời, đánh thì đánh cũng là lưu tiêu diêu vài tay, cũng gọi là có tí, gọi là ổn định nhá. Hợp lý chưa, hợp lý chưa? Những tay như thế này thì rất là cứng kèo rồi. Về cơ bản thì nếu có một con thì sẽ có con thứ hai. Mình thì cái lối đánh của mình nó sẽ không thiên về cái tính liên tục quá là nhiều, nhưng mà mình sẽ có được những cái xác suất tay nào tỷ lệ thắng cao, tay nào tỷ lệ thắng thấp, từ đó đem ra được một cái chiến thuật và phân bổ vốn hiệu quả làm sao để luôn tạo ra một cái lãi tuyệt vời nhất. Đấy, khi mà ví dụ như mình nạp 20M vào thì mình sẽ cố gắng là tổng chung cuộc là mình lên được tầm 40M là mình nghỉ, nhưng mà trên cái hành trình đấy thì nó sẽ không phải là dễ dàng một hai tay là xong, mà nó sẽ là một cái quá trình đường dài giúp anh em mình phân bổ chia ra. Nếu tay này cảm giác là ok, nó đẹp, nó tuyệt vời thì mình theo. Nên gãy thì mình lại tính tiếp cái hướng khác. Đấy, chứ không phải là cứ auto bè bè một hai tay để ăn đâu, không phải. Mình sẽ đi đường dài và mình sẽ xem cái giai đoạn này cầu đang đi theo khuynh hướng như thế nào và mình cố gắng theo hết sức có thể để tạo ra được cái tỷ lệ thắng có là ngon lành nhất. Đấy, chứ một cái lối đánh mà kiểu rất là random, rất là đỏ đen thì mình nghĩ là một cái kết quả nó không hề cao được. Đấy, cái đoạn này thì mình nói với anh em đấy. Cầu nó sẽ lên từ 2 cho đến 3 con, nhưng nó có thể dừng lại ở mức 2 hoặc là 3 con. Đấy, ví dụ như cái đoạn này thì mình có thể tự tin vào thêm xỉu, tại vì là anh em mình cũng biết đấy, thì cái hướng mình đi từ 2 đến 3 con nên là mình sẽ đâm thêm xỉu để có được một cái xác suất ổn. Đấy. Và tất nhiên là mình sẽ dựa trên tiền lãi đánh rồi. Hiện tại thì mình đang có được một cái lãi khá là ổn. Nên là mình chỉ dựa trên tiền lãi mà đánh thôi. Có những cái tay nào mà rất là đẹp hoặc là mình thấy là rất là ok thì mình mới kiểu thêm cái tiền vào để mà đánh thôi, tại vì là mình muốn luôn muốn giữ cho mình một cái lãi nó gọi là ổn thỏa nhất để làm sao mà khi mà đi đều xong ấy vẫn tạo ra được một cái lãi ngon, vẫn tạo ra được một cái tỷ lệ thắng tuyệt vời, thì đó là cái mục đích cuối cùng khi anh em chơi đúng không? Anh em mình chơi thì lúc nào cũng muốn là kiếm thật nhiều đúng không? Đấy thì mình thì cũng là một người chơi tương tự như thế thôi. Đó thì mình cũng làm và chia sẻ anh em cái quá trình mình chơi để anh em làm sao anh em có thể thấy được là cái con này thì nó có ok không, cái game này có gọi là uy tín không, xanh chín không, chơi thì chơi thế nào để có cái xác suất ăn tốt nhất. Đó thì đoạn này thì bây giờ thì mình xác con mẹ nó định luôn, nó không đi theo cái hướng cầu 2 3 con nữa mà khả năng cao nó đi quả 1 1. Tay này mình đâm căng luôn nhé. Tay này thì mình lại gấp thép lên thôi, nói chung là đang kiểu có vốn đấy nên là đánh dựa trên cái tiền vốn thì nó cũng khá là ổn. Đấy. Mình luôn nhìn ra cái xác suất là ví dụ những tay này xịt, mình luôn nắm trước cái đường là ví dụ tay này xịt thì tay sau mình phải đánh gì để có lãi, chứ không phải là chăm chăm vào thì vẽ tay này đẹp quá mình đánh all in phát đi, không phải. Nó nhiều khi đẹp nó cũng chưa chắc đã đẹp, tại vì sao ạ,
tại vì cầu nó sẽ có cái giai nó chạy quanh ngày luôn, thì nó sẽ có giai đoạn biến đổi, có lúc cầu này có lúc cầu kia, nên là không thể nói trước được là ví dụ như chắc chắn nó sẽ ra cái này hoặc chắc chắn ra cái kia, tại vì cầu nó biến thiên biến vạn hóa mà, nó đổi qua ngày mà, nên là không thể nói trước đâu anh em ạ. Ở kìa, khó nói thế nhở. Đây này, khó nói thì để tay này nói hộ cho cầu 11 này. Đấy, cầu 11 này. Trời ơi, tự nhiên mất tay bên kia phí quá anh em ạ. Đoạn này đang ôm khuôn đẹp. Cái hướng này thì mình nhìn ra cái hướng của cầu 11 rồi nên mình theo luôn. Ai à, tự nhiên mất oan 4G. Cũng không sao nhá, dù gì thì hiện tại cũng đang kiếm được là 32M, là cũng nghĩa là lãi được đâu đấy là 12M so với tiền vốn nhỉ. 12M 9 rồi, rất là tuyệt vời. Đoạn này thì cứ theo khuôn 11 thôi anh em ơi. Tầm này thì tay củ thế. Nó gọi là có tính ổn định thôi. Đấy, nhiều khi tính toán chỉ cho nhiều cái giai đoạn mà nó kiểu có cái khuôn rõ ràng rồi, ví dụ như kiểu 11 đi được tầm 5 tay là đây rồi, chắc chắn là phải làm quả này mày có bệt dài dài nhiều. Hồi nãy có quả bệt đi 28 tay liên tiếp, quả 11 đi 28 tay đấy, đây 1 2 3 4 5 6 này anh em thấy chưa, mỗi cái dọc này là 5 nhé, 5 10 15 20 25 trước đó phải gấp đôi như thế nữa, rất là nhiều luôn. Quả 11 đi cứng vãi. Đây là ông nào mà kiểu đúng cùng đúng khuôn đúng tiền mà cứ theo một mẫu thế thì gọi là mẹ gấp 5 gấp 10 lần tài khoản là điều bình thường luôn nhá. Trời ơi quá là ok. Đoạn này cầu đéo gì đây, cầu ngắn à. Ok, phục thù tí đi. Đấy, đấy trước mất bên này 4M xong bây giờ vào phục thù tí đi ha. 3M ra tài, thấy chưa? Mở bát. Let me check, let him cook. Rồi, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, mạnh dạn nào. Ok nhá. Mở bát nào. Đấy, cũng gọi là khá là Florentino đấy. Tay này ăn thì cũng có thể là chốt lại được luôn này. Mau vào tay này ăn. Tay bên này đỡ phải theo cái cầu ngắn nữa. Rồi nó có hai cái đường cầu ngắn này, kiểu gì cũng trúng một cái thôi. Fuck yeah. Cầu đỏ này hôm nay thực sự là không hợp với mình, màu đỏ nhưng mà thật sự là mình ê tai. Không kịp đánh, trời thế biết thế tập trung đánh bên cầu xanh thôi. Tiếc nhờ. Thôi ok. Với cái lãi này thì mình thấy cũng khá là ổn định rồi, mình sẽ tiếp tục cập nhật cái hành trình lên 4M mình ở video sau nhé. Nếu các bạn đã xem thì thay đừng quên để lại cho mình một like, subscribe và đăng ký kênh xem nhiều video hơn nữa. Kênh mình nhé, bye bye.